Đó, quý vị ăn cái này nó hơi cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Chấm vô miếng nước mắm. À. Cắn cái rập. Làm gì mà phải giữ thể diện cho tôi? Tôi đâu tội nghiệp cho tội nghiệp cho con già này nè. Hello, xin chào tất cả quý vị. Không ai nghe gì hết, mỗi chuyện trên trụng phòng. Bây giờ con đại là mình đứng ngay đó mình đứng ngay đó chụp hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ hôm nay xin chào cô ạ. À. Xin chào. Dọn về chỗ mới rồi. À chỗ gì chỗ mới rồi hả? Ừ chỗ mới đâu vậy chú? Cái bên chỗ cũ. Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. À hôm nay làm đầu bếp nha. Chuẩn bị cho món lẩu tôm càng. À bây giờ ngày hôm nay mình đổi ngược lại đi, đáng lẽ là mình thông báo cái tình hình dịch trước, nhưng mà hôm nay thì mình lo mình nấu ăn trước đi ha. Hồng Loan biết cũng nhiều người chờ đợi để mà coi thử cái món này nó làm sao. À xong đó nếu mà trong lúc chờ đợi thì có thể mình nói chuyện chút xíu về cái mùa dịch hay là những cái chuyện vui gì đó. À bây giờ cái nồi súp này á, là như là hôm qua Hồng Loan đã nói là Hồng Loan lấy xương gà đó, cái xong Loan hầm, Loan nấu thành cái súp như vậy. Thì nếu mà mình không có thời gian, mình cũng có thể mua mấy cái chicken broth có sẵn ở chợ, hoặc là sang hơn thì mình mua con gà hen mà nhỏ nhỏ đó, mình nấu nồi súp như vậy nè. Thì nước cũng rất là ngọt. Còn cái này là để cho qua cái thời gian, đỡ mất thời gian của quý vị, thì Hồng Loan đã chuẩn bị sẵn này là giá nè, cà nè, rau muống nè, với lại ngò gai là mình làm sẵn vậy hết. Thì khi mà đem cái lẩu ra thì mình bỏ thêm vô trong nồi để mà mình ăn liền lúc đó thì nó vừa chín nó ngon hơn. Bây giờ mình bắt đầu nấu ha. Hôm nay Lộc làm phô nhờm, quay những cái chi tiết cho quý vị xem. Ok. À, với lại hôm qua mình có mua sả đó. Thì sả thì Hồng Loan cũng cắt ra rồi mình đập cho nó hơi dập dập để mà nó ra cái mùi thơm nhiều. Thì Loan xài khoảng 2 cây. Cái phần này Hồng Loan nấu là ăn được cho 5 hoặc 6 người. Loan mua cái tôm càng không đầu á. Thì ngộ cái là tôm càng có đầu thì mình nấu nó là không ngon, mà tôm càng không đầu mình nấu ra đó thì nó vẫn dai và vẫn ngon. Thì cái này Hồng Loan mua nó một bao á, nó là khoảng từ 8 tới 12 con cho một bao là được. Trong đây Hồng Loan mua được là để coi, Hồng Loan mua cái này là một bao rưỡi đó, là được 15 con thì mình có thể ăn được 6 người. Đó. Còn cái bún này. Cái bún này á, là thường là một gói lớn như vậy á, là nó là 2 pound. Thì nếu mà mình ăn 5 6 người á thì mình dùng phân nửa. Mình dùng phân nửa thì có thể nó dư chút xíu. Đó. Phân nửa là có, trong đây nó có 4 cái gói nhỏ này nè. Thì mình dùng 2 gói để mình bỏ vô nồi nước mình luộc. Cái bún này nó ngon lắm, mình luộc á, có những loại bún mình phải bỏ một tí giấm nó mới ngon, còn cái này mình không cần, mình chỉ bỏ vô nước mình luộc là xong. Nguyên liệu đầy đủ ha. Có... với lại cái này nữa. Cái này á là đáng lẽ phải có đầu của tôm càng, nhưng mà không có thì Loan mua cái loại mà tôm sú mà có đầu á thì nó cũng có gặm ngon, thì mình lấy cái phần đầu ra mình sử dụng để cho cái nước nó có mùi, có cái hương vị của cái gạch tôm. Rồi cái con tôm mới có thể, nếu mình ăn luôn cũng được, còn không mình để nó lại để mình làm cho cái món khác. Ở đây có tiêu. Đây là tiêu. Đây là đường. Xin lỗi, đầu bếp giỏi quá, nhìn lộn. Đây là đường nâu. Đường mà nhìn thành tiêu. Đây là đường nâu. Còn đây là me. Nước me đó, cái sốt me. Tại mình cái lẩu này lẩu chua. Cái này đều rock candy nè, là đường thả ha. À, đường phèn á. Đường phèn, đây là đường phèn nha quý vị.
Cái này là cái sa tế mà ở nhà tự làm đó quý vị. Cái sa tế này Hồng Loan mình mua cái ớt khô á, ớt khô mà của người Mễ họ hay bán, mấy cái chợ Mễ hay bán, chợ Việt Nam mình cũng có nữa. Khi về mình bỏ dầu vô rồi bỏ nhiều tỏi vô mình xào, rồi mình xay cái ớt khô đó mình bỏ vô mình xào là mình có sa tế. Cay lắm đó nha. Cái tôm cạn á Hồng Loan để nguyên vỏ. Tại vì cái vỏ tôm á nó cũng có chất ngọt của nó. Thì khi mình bỏ vô nước á mình nấu xong rồi vớt ra thì Hồng Loan mới lột vỏ sẵn cho cả nhà ăn để lúc mà ăn khỏi mất công lột, khỏi dơ tay. À, hôm nay á, là rất là nhiều người bạn trên Facebook cũng như mấy người bạn thân của Lộc á, ở Mỹ đã được nhận được 1.200 cho gia đình. Xin chúc mừng tất cả quý vị, xin chúc mừng tất cả các bạn đã được tiền chính phủ gửi nha. Hình như lo không được nhận luôn rồi đó. Hèn gì, nãy giờ cười mày giấu, tại vì cái này là mình mới biết à, không nói, bây giờ mới nói ha, bây giờ mới khai ha. Mình để cái check-in riêng của mình luôn cho ông thấy. À, nói giỡn chứ Loan với Lộc cũng đã nhận được số tiền hỗ trợ của chính phủ, cộng với thêm 500 đồng của bé Gia Linh nữa, cho nên hai đứa được 2.900. Cũng là... trang trải đỡ trong thời gian này. Nhưng mà sao không biết sao của ba chưa có nhận được. Ba cũng mặc dù là ba trên 65 tuổi rồi, nhưng ba không có chưa có về hưu, chưa có đóng xin tiền hay là cái gì hết. Ba vẫn đi làm, vẫn đóng thuế như là Hồng Loan vậy đó. Mà sao không biết sao của ba chưa nhận. Thì Hồng Loan đang lên cái trang web của IRS để Hồng Loan coi cái check của mình nó làm sao. Thì quý vị lên cái trang web của IRS.gov. Government. Đó, trong đó nó sẽ có nhiều cái hàng chữ lắm. Thì nó có hàng chữ là Get My Payment. Get My Payment. Mình bấm vô đó. Mình bấm đó, mình ghi cái số social của mình, ngày tháng năm sinh của mình. Thì nó sẽ hiện cho mình biết. Nếu như mà chính phủ mà chưa có gửi tiền ra cho mình đó, thì nó sẽ hiện là not available, có nghĩa là chưa. Thì có thể là có thể hồ sơ của ba mẹ, là tại vì ba mẹ trên 65 tuổi á, thì tuần sau nó mới gửi. Nhưng mà Hồng Loan cũng chưa, sáng giờ chưa có thời gian để mà mình tìm hiểu kỹ nữa. Nếu mà Hồng Loan tìm hiểu kỹ được á, thì ngày mai sẽ thông báo cho mọi người biết cho rõ hơn ha. Với lại những cái người nào mà làm việc dưới 12.200 đó, mà năm ngoái, năm 2018 mà không có đóng thuế, không có khai thuế thì phải vào trang IRS.gov để mà mình điền vào cái form mình mới được nhận tiền nha. Những người mà nào mà không khai thuế đó của năm 2018 thì mình phải vào đó, chứ không là mình không có tiền đâu. Mình sẽ được tiền đó nếu như mà mình khai vào những cái đơn đó. Không hiểu sao ngộ quá, sao họ để là năm ngoái và năm nay không có khai thuế. Mà nếu mình có thu nhập mình phải khai thuế chứ sao không khai thuế được. Tại vì cái luật mới là nếu mà dưới tiền đó thì khỏi cần phải khai thuế. Không có luật mới. À, luật mới hả? Yeah. Thì nhiều người chưa khai thuế 2019 lắm. Hồng Loan cũng chưa khai thuế 2019 luôn. Nhưng mà chính phủ dựa theo cái khai thuế 2018 của Hồng Loan. Sáng ngủ chưa mở mắt dậy là có tin nhắn binh binh binh, check account đi, có tiền rồi. Mở có một mắt thôi mà vẫn mở được cái account, checking account ra cái thấy có tiền. Cái Hồng Loan lên YouTube liền, Hồng Loan xem coi mọi người có ai nhận được tiền chưa đó. Cái cũng có một số người lên thông báo, Hồng Loan ơi, hôm nay anh chị được nhận được tiền rồi, có hai anh chị kia bốn đứa con nhận được 4.400. Ôi, quá sướng luôn. Không, bốn đứa là 2.000, hai vợ chồng 2.400. Còn nhiêu tiền nếu mà hai vợ chồng đi làm có tiền thất nghiệp là 600 đồng một tuần nữa. Nếu mà có xin tiền thất nghiệp là cao nữa. Cao nữa, dạ. Nhưng mà không biết cái tiền này là chính phủ cho mình một lần. Hôm trước thì Hồng Loan nghe nói là cho hai lần. Nhưng mà rồi cũng hai bên đảng cũng hơi căng vai lại gì đó. Thì mình cũng không biết có gì thay đổi không. Thì trước mắt chỉ nghe nói có một lần thôi. Khoan
Nãy giờ em nói mà em không nói giới thiệu là em phải bỏ gì vô trước nè. Hồng Loan bỏ xả vô nè, còn cái này là cho một cái đường đường phèn vô. Bây giờ mình bỏ đường phèn với xả vô trước cho nó ra cái nước. Cái món lẩu này nó hơi đậm đà lắm, cho nên gia vị mình đem nó cũng hơi nhiều, nhiều đường chút, nhiều me chút. Và cuối cùng là trước khi mình tắt lửa thì mình bỏ nước mắm vô. Nó chỉ vậy thôi. Với lại mình nêm nếm sao cho tùy theo mỗi gia đình. Có nhiều gia đình thích ăn ngọt, nhiều gia đình thích ăn mặn, nhiều người thích ăn chua nhiều. Thì mình nêm nếm tùy theo mỗi gia đình thôi. Nếu như mà quý vị xài me tươi á, thì lúc mà mình nấu xong hết rồi á, thì mình phải bỏ qua cái rây để mình lược lại cho cái nước nó trong. Nhưng mà me ở bên Mỹ á, nó không có chua, nó ngọt lắm, me tươi nó ngọt lắm. Nên Hồng Loan sử dụng một chút xíu cho nó có mùi me tươi thôi. Chứ bỏ vô cái tô rồi chút nữa sẽ làm cho quý vị coi. Cho nên không cần phải lược cái nước lại. Ở bên Việt Nam mà hồi đó ở bên Việt Nam mà Hồng Loan nấu á, là bỏ me rồi mình cũng làm. Nhưng mà thường me tươi nó hay có mấy cái xác vỏ rồi nó rớt vô. Thì cuối cùng mình phải lược qua cái rây cho nước nó trong thì mới ngon. Lược qua cái rây trước khi mình bỏ tôm nha quý vị. Tại vì nếu mà mình bỏ tôm vô rồi nó có nước gạch được ra mà mình lược là nó mất hết cái chất ngon đi. Vô đi tiền. Có tiền hả? Chắc gì nữa vậy? Giấy tờ nữa hả? Chưa xong nữa hả? Có người mới bị buồn kìa. cái mà mình claim mà tiền thất nghiệp nó cũng khó lắm. Khó. Bữa giờ Hiếu làm mà Hiếu chưa có nhận được nữa, nó cứ gửi thơ, nó kêu mình cứ update giấy tờ hoài. Quý vị mà có claim tiền thất nghiệp nhớ phải coi thùng thơ nha. Nó không kêu mình làm online mà nó cứ gửi thơ rồi kêu mình phải làm lại rồi phải nộp lên, mất thời gian. Hiếu nói ăn tiền không phải dễ đâu. Bây giờ Hồng Loan sẽ cho bột me vô ha. Để mình để cho nó sôi chút. Nếu mà nó có bọt á thì mình vớt bọt. Cái nồi này á, ở nhà bây giờ xài á, là xài những cái nồi thủy tinh với lại nồi đá. Chứ mình không xài những cái loại nồi mà nó chống dính nữa. Mấy cái đó nó không có tốt. Nó có những cái chất mà mình sử dụng lâu á, nó bị gây bị cancer á quý vị. Cho nên lúc sau này nhà Hồng Loan là đổi sử dụng những cái nồi bằng thủy tinh, bằng sành. Tại kim loại thì qua thời gian nó sẽ bị giống như nó bị quá đó. Kim loại quá đó, nên những cái chất nó không có tốt, gây hại cho mình. Thì mình cho me vô nha. Bột me nha. Bột me. Nếu mà quý vị thích me tươi thì xài me tươi, còn không thích mình xài bột me không, nó cũng vẫn ngon. Nếu me tươi ở bên Việt Nam thì nhìn nó chua ngon hơn ha. Chua lắm, còn bên đây me ngon ngay à. Me bên đây nghe me tươi á, nó bỏ trong cái bao bọc gì nè. Quý vị bỏ miếng muối vô là ăn ngon á. Ai mà thích ăn me mà me ngào đường á, giống vậy đó, giống me ngào đường vậy đó. Nè, nó có me tươi nè. Nó bán từng phát vậy nè, nó lớn gấp đôi cái này. Đó. Mình bỏ chút xíu cho nó có mùi thôi à. Nhìn tươi quá ha. Rau muống bên Mỹ vui lắm nha quý vị. Không giống bên Việt Nam là rau muống mà mọc ở dưới nước đâu nha. Này là rau muống trên cạn. Lộc nhớ lúc kỳ á, Lộc với Loan có đi mấy người bạn có cho một cái giống như hạt giống của rau muống á. Cái mình bỏ ngoài sau cái sân ngoài sau đó. Trời ơi nó mọc ra đầy luôn. Mà trên đập mọc trên đất khô. Nó nhảy ra kinh khủng lắm luôn, nó mọc lẹ lắm. Nó ra lẹ lắm. Ăn không kịp luôn á. Nhưng mà phải có cái đất rộng dữ lắm mới được. Đó, cho nước này vô cho nó nóng, mình dầm me ra. Me này có hộp không em? Cái này nó lấy hộp ra hết rồi. Chỉ là cái thịt me thôi, còn cái ruột, cái hộp thì nó họ lấy ra rồi. Trộn me cái chả nước miếng. Có ai chả nước miếng không? Nãy giờ anh đứng chả nước miếng nè, nước miếng quá trời nè.
ở đây mình nấu món này mình ăn tạm thôi chứ mà về Việt Nam á ăn mới ngon. Lâu lâu ba của Hồng Loan cũng thích ăn món này lắm, lâu lâu ba thèm cái nấu cho ba ăn, nhưng mà ăn đỡ ghiền thôi chứ tôm càng ở Việt Nam mới ngon. Nhưng mà trong cái mùa này mà ăn kiểu như vậy là cũng đã quá là sung sướng rồi. Bây giờ mình ăn giang mình không có lược hết, mà mình lược cái phần nhỏ này thôi, để cho nước nó trong, mình khỏi mất công phải lược hết nguyên nồi. Thường cái me mình xài me tươi á thì nó có cái vị nó hơi chát chát của cái hột me đó. Mình cảm giác nó ăn nó fresh hơn. Vậy là nước mình nó vẫn trong ha. Vụ này mới nghĩ ra thôi. Cho chút xíu muối nè. Nhà Hồng Loan xài muối Himalaya nè, muối đỏ nè. Pink salt. Muối hồng nha quý vị. Đây là không phải đầu bếp chuyên nghiệp cho nên không có liều lượng. Làm theo cảm tính thôi quý vị. Không biết liều lượng bao nhiêu mới đúng. Mốt chừng nào mình ra cái franchise á, mình có liều lượng đàng hoàng á. Nướng miếng vậy. À, cho chút xíu mè nè. Mình nếm khi nào cho nó vừa cái miệng cũng mỗi người là được nha quý vị. À, Hồng Loan không phải là đầu bếp chuyên nghiệp cho nên mà không có biết là cái liều lượng bao nhiêu mới đúng. Hồng Loan muốn chia sẻ cái cách nấu với lại quý vị thôi. À, cho nên mà có gì thì bỏ qua nha. Ok, bây giờ á, cái này xong rồi á, Loan sẽ vớt cái sả ra. Mình vớt cái sả ra rồi mới bắt đầu cho tôm vô. Thơm. Thơm quá ha. Nghe mùi sả thơm. Nghe mùi thơm ghê á. Mốt thất nghiệp có ai, mốt sau cái mùa này đó, quý vị có ai cần đầu bếp nấu lẩu á, gọi Hồng Loan nha. Trời, người ta nói vợ nấu chồng đứng khen. Bà hên xui nha quý vị. Khen chứ đâu dám chê cho nhịn đói. À, Lộc được biết là ông Tổng thống Trump, ông đã có quyết định là cắt viện trợ cho bên phía WSO, tổ chức WHO, tổ chức y tế thế giới. Vì đã có những giống như là... cũng có làm những chậm trễ, làm chậm trễ những cái thông tin để mà ngăn ngừa con virus này. Để thì đôi khi nó đã... Lúc mà dịch nặng lắm rồi mà muốn đưa ra gọi là đại dịch cho cả thế giới mà ổng cũng chưa có chịu tuyên bố ra nữa. Phải không? Đúng ông, rồi. Ổng chờ mà bắt đầu mà ở lúc đó châu Âu tình hình đã bắt đầu quá nặng luôn mà chưa chịu tuyên bố nữa. Rồi sau đó rồi ổng mới tuyên bố đại dịch. Cái đó là một cái trách nhiệm quá là chậm trễ. Tại vì nếu mà một người đứng đầu họ phải giống như là họ phải cảnh báo cho thế giới ngăn ngừa, mà đằng này ổng làm chậm quá thì biết bao nhiêu người phải bệnh và phải chết. Thì con số nó cũng khá cao, hình như là 400 triệu một năm. Con số cao lắm. Mà bên WHO thì họ đang nói là đừng bỏ cái đó để mà họ có tiền để mà họ giống như chống trị lại cái cơn bệnh này. Mỹ mà ngưng cái nguồn tài trợ đó là bên tổ chức y tế thế giới là mệt lắm á. Bây giờ Hồng Loan bỏ tên vô nha. Coi chừng nó nhảy với em. Tưởng tượng tâm sống đi. Tăng lửa lên. Tăng lửa lên ha. Đây là đầu bếp gia đình nha quý vị. Những đầu bếp gia đình nên nếu mà có gì sơ sót bỏ qua giùm cho Lộc với Loan nha.
Mình bỏ tôm trước vậy luôn hả? Để cho nước nó ngọt hay sao? Bỏ tôm trước luôn. Tại vì ở nhà mình ăn á, mình làm sẵn. Chứ nếu mà ở nhà hàng á, thì người ta sẽ bày tôm sống ra nhìn cho nó hấp dẫn ha. Với lại Hồng Loan muốn làm để chút nữa mình lột vỏ sẵn luôn cho ở nhà ăn luôn, cho nên Hồng Loan làm trước. Còn nếu mình muốn đẹp, mà muốn bắt cái nồi lẩu ra đó, thì cái nồi nước này nè, mình khoan bỏ tôm, mình để nó đi. Tôm mình để riêng ra thôi. Thì một chút nữa thì Hồng Loan sẽ bỏ cái màu vô với lại sa tế vô là coi như xong. Có một số chỗ đó, họ làm xong, họ làm cái nước sẵn, rồi tôm sống họ để ngoài. Họ đun sôi lên, khi mà bưng lên để ăn á, thì họ mới đun sôi lên, họ bỏ tôm sống vô, ngay lúc đó họ ăn luôn. Có cái đợt, cách đó, nhưng cách đó thì phải lột vỏ ngay lúc đó, nó nhiều người ta không biết lột, nóng tay lắm. Thì làm cách này thì mình lột đầu sẵn. Bếp này chu đáo lắm, không muốn khách hàng phải giơ tay ăn tôm là phải lột sẵn. Vậy muốn gì nữa? Khó kiếm lắm mà nha. Mà em biết làm sao mà ông Trump ông tức giận dữ nữa không? Ví dụ mà cái số hàng mà ổng mua bên Trung Quốc mà mấy khẩu trang đó, 450.000 cái khẩu trang, ổng phải thu hồi lại. Tại vì khi mà đồ Trung Quốc đi qua đó, là họ không kiểm tra, họ mới giao cho tất cả những cái chỗ mà nơi cần cái khẩu trang. Thì ổng phát hiện là trong khẩu trang nó không đủ chất lượng. Và nhiều chỗ khẩu trang nó giống như nó có độ nguy hiểm cao. Ổng thu hồi là hết. Cách đó mà cái điều đó mà làm cho ổng càng thêm bực tức nữa, ổng càng tức giận hơn nữa. Nhưng mà ổng có quyết định mà không viện trợ cho tiền cho Hu nữa. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ cái quyết định này nó cũng chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Chứ làm sao mà Mỹ mà có thể rút hết viện trợ cho tổ chức y tế được. Rồi đây cũng sẽ có những cái phiên họp để mà bàn kỹ về cái vấn đề này. Thì theo Lộc nghĩ thôi, nếu như mà thay vì ông rút cái tiền viện trợ của Hu đó, ông rút tiền viện trợ ra thì ông kiếm một người khác có thể mà lãnh đạo cái nhóm y tế thế giới đó, một người khác, một người có đủ khả năng thì bây hơn. Giờ cả thế giới đang đưa kiến nghị lên mà để kêu ông từ chức mà. Coi như là ổng còn giữ cái chức đó trong vòng 3 năm nữa. Mà khi mà ổng thấy người ta kiến nghị mà ổng từ chức đó, ổng nói là tôi sẵn sàng phục vụ thêm 30 năm nữa. Thách thức cộng đồng. Không biết ổng còn sống nói không mà sao ổng nói nghe kỳ vậy. Khi mà mình thấy cái tôm mà nó nổi lên á, tôm nó mau chín lắm. Tôm mà nó nổi lên mặt như vậy đó, thì là nghĩa là nó chín rồi đó. Tôm nó nổi lên hết rồi ha, là chín. Tôm mà nổi lên hết là chín ha, vớt ra. Thực ra mình luộc trước vậy, lúc mà mình ăn á, cái nước lẩu mình nó nóng là cái mình nhúng tôm, mình vô tôm nó cũng nóng lại, tôm nó mau. Không biết mấy quý vị có thấy hấp dẫn không chứ mình thấy hấp dẫn lắm. Nghe mùi cũng thơm, mùi tôm cũng thơm lắm rồi, thơm anh. Ừ, thơm lắm. Đó, và bây giờ Hồng Loan sẽ cho cái này vô. Ha. Cái gạch tôm của tôm gạch này, gạch tôm sú. Lấy luôn cái đầu cho nó ngọt nước. Cái này làm là của Hồng Loan chế thôi á, tại vì mình không có đầu tôm á. Nếu mà tôm càng ở Việt Nam thì là không có cần giai đoạn này ha. Wow, thơm quá, thơm quá. Lớn lửa cho nó sôi. Chua chua ngọt ngọt. Quý vị nhớ là bỏ tôm vô á, là mình đừng để cho nó sôi, đừng có vớt bọt. Tại vì khi mình nếu mà nó sôi quá mà nó bọt lên, mình vớt là mình vớt luôn cái chất ngọt với lại cái gạch của nó. Cho nên mình đừng để cho nó sôi quá, đừng sôi mà để nổi bọt nha quý vị. Bên phía Nhà Trắng của Mỹ đó, họ đang khuyến cáo mà tin này nghe hơi sợ quá. Họ nói là có thể cái đại dịch này kéo tới 2020. Cái luật mà social distance. Social distance đó. Nếu mà đại dịch này vẫn còn đó, thì họ phải
cái luật mà social distance là đi ra ngoài rồi những cái chỗ đó công cộng này nọ họ cấm đó sẽ kéo dài cho tới năm 2022. Có nghĩa là 2 năm nữa đó quý vị. Ngày hôm nay Hồng Loan cũng nhận được tin rất là nhiều tiểu bang họ dời thêm cái luật coi như là không có mở cửa đó, mở cửa business đó thì họ dời thêm. Hồi khoe nói bây giờ bỏ miếng sa tế vô cái nè. Hồng Loan không có dám bỏ nhiều tại ở nhà không có biết ăn cay nhiều. Có ở nhà thì chỉ có mình Lộc là ăn cay được thôi. Nên nếu mà Lộc cũng có ăn cay á thì Lộc sẽ bỏ sa tế riêng vô cái tô của mình. Rồi, bây giờ trước khi tắt lửa là Long bỏ nước mắm. Nước mắm ở Mỹ á, nó không có mặn nhiều cho nên mình bỏ nó hơi nhiều một chút. Đó. Hấp dẫn. Một chút nữa là sẽ vớt mấy cái đầu tôm này ra. Mà biết có ai thích ăn đầu tôm, nhiều người thích gặm đầu tôm nha. Thôi để đi ha. Thôi để đi. Em muốn ăn hút. Đó, vậy là coi như là xong. Thì khi mà mình ăn á, mình sẽ mở cái nồi lẩu lên. Mình bỏ cà vô trước, cho cà nó hơi mềm một chút. Rồi mình bỏ rau muống vô. Rồi giá thì ăn sống hay là ăn chín thì tùy quý vị. Và rồi cái ngồi gai mình ăn sống ha, ngồi gai bỏ vô mình ăn giống như là mình ăn phở vậy đó. Nhưng mà quý vị nhớ cái rau muống nè. Cái này cũng ấy. Có nghĩa là khi mà trước khi mình bỏ vô á, mình bẻ nó. Người ta nói bẻ ra như vậy là cho nó bớt cái nhựa đi á, thì cái rau muống nó sẽ không có bị dai. Đó, bẻ như vậy. Đó. Rồi. Thấy sợ không quý vị? Dặn cố gà. Mình bỏ vô nồi súp ha quý vị. Và bây giờ phần luộc bún thì chắc lẽ ai cũng biết hết rồi ha. Hồng Loan không cần phải làm cái luộc bún. Và mình làm một ít tỏi bằm á. Mình bỏ vô trong chén. Mình cho một chút xíu dầu vô. Hồng Loan bỏ vô microwave á, khoảng chừng 1 phút. Thì tùy theo cái microwave của mình. Thì của Hồng Loan là bỏ vô khoảng 1 phút. Xong Hồng Loan trộn nó lên và để thêm 30 giây nữa. Là mỗi lần mình đem ra thì mỗi một cái chén mình múc ra mình cho một miếng tỏi phi lên. Một chút nữa Hồng Loan sẽ múc thẳng sẵn thử một tô cho quý vị coi ha. Đẹp quá ha. Cái màu hấp dẫn nè. Thơm quá vậy. Đây. Xong một tô bún lẩu tôm càng. Lẩu tôm càng Bà Loan. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Nếu mà quý vị nào có lên nấu thử thì ăn rồi cho Hồng Loan biết ý kiến như thế nào ha. Còn nếu như mà ai có cái gì hay, ý gì hay góp ý thêm cho Hồng Loan để mà cái món ăn nó hấp dẫn hơn nữa thì góp ý cho Hồng Loan biết ha. Quý vị nhìn nè. Mời quý vị nha. Hôm qua Lộc có đọc tin nhắn của một cái người rất là mến mộ Lộc và Loan và gia đình cũng như ba Bảo Quốc chơi mẹ Thu Thủy bé Gia Linh nữa nói là khi nào mà Loan nấu xong đó có gì mời và đọc tên cái người đó ra. Đây là bé Quỳnh Lộc. Bé Quỳnh Lộc là coi như cái video nào cũng lên comment rất là dễ thương. Chị Loan với lại anh Lộc cảm ơn cưng nhiều. Với lại một cái người bạn cũng rất là dễ thương đó là bạn Philip Việt. Philip thì cũng ở bên Mỹ, ở San Jose cũng đã mấy chục năm rồi thì cũng góp ý cho Loan với Lộc nhiều thứ cũng hay lắm. Cái vlog nào của Loan Lộc bạn cũng lên và nói chuyện rất là vui. Xin mời nha. Xin mời cô, chú, anh chị, các bạn và các em cùng thưởng thức món
lẩu tôm càng bà Loan, một đặc sản của nhà hàng Maxim thời xưa. học lớn được cái nghề nấu lẩu tôm càng của Maxim Bảo Quốc hồi đó đó nha quý vị. Như vậy là cũng 22 năm rồi, nhà hàng Maxim Bảo Quốc khai trương hồi năm 1998 và cho tới ngày hôm nay là 22 năm rồi. Đó, quý vị ăn cái này nó hơi cay cay, chua chua, ngọt ngọt, chấm vô miếng nước mắm, cắn cái rụp. Nè mời quý vị nha, cùng ăn với Lộc với Loan với gia đình nha. Rồi. 1, 2, 3 ăn. Chúc quý vị và gia đình có một bữa ăn chiều thật là vui vẻ đầm ấm với gia đình nha.